Rất vui gặp lại các bạn trong video ẩm thực tiếp theo của mình nha. Hôm nay vợ chồng mình sẽ chia sẻ cho các bạn món gà bó xôi nha các bạn. Món này ăn rất là ngon, mà công thức lại dễ làm nữa. Nếu các bạn yêu thích món này hãy cùng vào bếp làm với vợ chồng mình nha. Nào, chúng ta cùng vào bếp thôi. Let's go. Thì gì giòn ngon chưa, thịt gà nè. Oh, bỏ vô miệng nha, để coi nó giòn cỡ nào chứ. Anh thấy em xé không mà chịu hết nổi rồi đó. Đầu bếp đang nấu luôn, review đồ ăn tại chỗ luôn. Bạn nghe chưa, bạn nghe chưa? Wow, rất là ngon. Cái thịt nó chảy ra, nó trong cái xôi, những cái gia vị bên ở trong gà gì nó thấm vô cái xôi bên trong. Xôi vẫn còn dẻo nha các bạn. Ngon bên lắm. Ngoài thì nó giòn. Ở ngoài thì giòn, đó. Ở trong thì dẻo. Đó. Ăn cái miếng ngập mặt coi. Con không biết ngập mặt. Đó là. Ok. Còn ngon. Đây là những nguyên liệu mình chuẩn bị để làm cái món xôi mình bó gà nha các bạn. Ở Việt Nam người ta làm nó bó nguyên con gà, còn ở Mỹ này rồi mình sử dụng cái má trên của cái đùi gà nha các bạn. Đây là mình chuẩn bị sẵn là những cái thịt là mình đã sắc là miếng miếng vừa ăn nha. Mình tẩm ớp gia vị cũng thông thường thôi, cũng có chicken powder rồi tí tị đường, gia vị các loại mình đã ớp sẵn ra nha các bạn. Còn đây là bên đây là khoảng 1 kg nếp mình cũng ngâm sẵn, ngâm qua đêm nha các bạn. Các bạn vớt ra rửa sạch sẽ đàng hoàng. Đây nè, đây khoảng nửa ký đậu xanh mà đãi vỏ sẵn mà cũng ngâm qua đêm luôn, bây giờ mình rửa sạch sẽ. Sai chừng 200g mà. Chút xíu nữa là mình sẽ đem ra mình hấp chung với lại xôi nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ làm những công đoạn kế tiếp mình sẽ chia sẻ với các bạn nha. Các bạn nhớ theo dõi nha. Đó, đây là thịt nè, mình đã ốp sẵn là hành tỏi với lại chút xíu bột chicken powder. Đây mình tẩm ốp thịt để mình cho nó vừa ăn nữa, mình chút xíu mình bó vô xôi nha các bạn. Bây giờ mình bắt nước để hấp cái liếc các bạn. Rồi mình chỉ cần sử dụng vô đây nước thôi nha các bạn. Ok, mình mở liếc ra nha các bạn. Mình cho nước lên mình hấp sôi. Là mình sử dụng cái xửng mình hấp bánh bao mình hấp sôi nha các bạn. Thì bật nước cho nó sôi lên. Bây giờ nước sôi nha các bạn. Bây giờ mình lót cái miếng vải thô nha các bạn. Là cái xửng này, cái xửng bánh bao chứ không phải xửng đi hấp sôi đâu, mà cái mấy cái lỗ mà hơi lên nó hơi lớn nên là mình phải lót cái miếng vải thô đó. Để mình hấp sôi. Mình cho đậu xanh đãi vỏ đã ngâm qua đêm vô trộn chung với nếp nha các bạn. Đó, bây giờ mình trộn đều lên. Sau đó mình đem mình hấp. Bây giờ mình để nắp lại hấp nha các bạn. Hành tỏi bây giờ mình sắc ra nha các bạn.
sau khi sắc xong thì mình thông cho nó nhuyễn nhuyễn ra nha các bạn, chút xíu lần mình khử nó cho nó thơm cái thịt. Mình sử dụng 5 muỗng canh nước nha, nước lọc nha các bạn, mà nước đun sôi nha, đun sôi không có tác dụng hết, mà chỉ cho gia vị nó tan cho lẹ rồi mình qua mình trộn chung với cái nếp nè, hấp quá. Cho thêm miếng tiêu cho nó thơm. Cái nước sốt này là mình trộn chung với cái xôi mình đang hấp nha bạn, cho một chút xíu được cái xôi mình ăn nó có mùi gia vị đậm đà xíu nha bạn, chứ nếu mà không làm về cái xôi nó sẽ bị lạc xíu thôi nè, tí tị bột ngọt. Còn đây là cái này là bột nêm chicken powder của Korea, mình xài cái loại này nha các bạn. Mình cũng xài, mới xài thử mà nó không có cái mùi, nó không có strong, nó không có nặng như là cái loại mình hay xài nha các bạn. Nó không có mùi hơn là nhà mình nấu ăn nó cũng rất là nhiều thương hiệu. Đây là cái loại này mình hay xài, những cái video trước mình chỉ các bạn là cái loại này nha, chứ không order loại này nha. Loại này thì chợ nào ở trên chợ nó cũng có bán nhiều, mà cái loại mình đang xài cái loại lớn này nè, của con nhỏ gái mà, là mấy bên mấy cái tiểu bang lớn á nó mới có, cho nhiều chợ không có bán loại này các bạn, nhưng mà cái loại này ăn rất là thơm. Nó mắc hơn xíu mình ăn rất là thơm. Khoảng một muỗng cà phê. Một lim chicken powder. Còn nửa muỗng cà phê đường. Khoảng nửa muỗng cà phê đường. Cho nó mặn mặn ngọt ngọt. Và chung với lại cái nếp mình đang hấp quá, làm xíu mình chiên lên nó, mình làm lên nó thì cái nếp nó mới vừa ăn. Rồi, đi ra lưới vô. Wow, anh nhìn hấp dẫn chưa? Cái này nó gần chín chứ chưa chín hẳn các bạn, giờ mình rưới cái nước sốt mình lò nãy á. Mùi tiêu sai rồi, mình lấy đũa mình xới lên cho nó đều hết, nó thấm hết cái gia vị vô từng cái nếp với đậu nữa các bạn. Là chút xíu khi mình làm mình bỏ nó lại cái nếp nó rất là vừa ăn. Mình nghĩ cái món xôi bỏ gà này á, là chắc cũng rất là nhiều công thức nha các bạn, nhưng mà cái công thức này là theo công thức của nhà mình thôi nha các bạn. Các bạn xem thì mình chia sẻ thì các bạn làm được thì làm, chứ mình không phải mình dạy nha các bạn. Nhưng mà mình cũng rất làm rất nhiều lần rồi, cũng có nhiều người order ăn là các bạn rất là khen rất là ngon, nên mình hôm nay sẵn dịp mình chia sẻ cho các bạn luôn nha. Chứ mình nghĩ là cái món này là ở bên Việt Nam là trong nhà hàng, trong tiệc cưới người ta có đãi luôn nha các bạn. Nhưng mà người ta bó nguyên con gà, mà Việt Nam người ta làm những con gà tre nhỏ nhỏ thì người ta dễ, còn bên Mỹ thì không có gà mà nhỏ nhỏ các bạn, mà gà bự quá thì nó không ngon, nên mà mình dùng cái thịt không mấy đứa nhỏ nó, nhưng mà thích mình cũng chọn cái thịt của cái má đùi dài của dài cái gà trên đó, mình làm nó dai dai, mình làm rất là nhiều lần rồi, ăn rất là ngon, mà cũng rất là nhiều người order nha các bạn. Nhưng món này làm nó hơi cực, trong ra mình không có nhận order nhiều. Cái món này cũng thật sự là cũng rất là người order thích món này lắm. Hôm nay đặc biệt ở nhà mới làm. Trong ra mình làm cho mình ở nhà mình ăn, hôm nay sẵn mình chia sẻ các bạn xem luôn cái công thức của nhà mình nha. Nếu các bạn xem được thì nhớ để lại bình luận cho mình biết nha. Có thể là mình sẽ chia sẻ nhiều hơn cái công thức này cho các bạn. Cũng đơn giản, đâu có gì khó, nhưng mà ăn là lạ. Các bạn phải nhớ xem cho nó rõ những cái chi tiết mình chỉ. Đó, nhất là cái cách mà mình thời điểm mình bỏ cái nước sốt vô sôi, rồi mình làm sao mà hấp sôi, cái chính là cái sôi mình phải làm cho nó
nó nở ra, nó có nhựa và nó mới kết dính cho thôi, mình mới bó được nha các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị bắt chảo lên, mình xào cái thịt gà nha các bạn. Mình cho vào chảo một ít dầu, cái này khoảng muỗng canh dầu. Mình phi thơm và hành tỏi lên nha. Mình cho hành tỏi vô nè, chảo nóng cho hành tỏi vô. Mình cho một chút xíu một màu đều nha các bạn, mình cho cái màu nó đẹp chút xíu đó, cho cái bột màu đều vô. Một miếng vậy luôn, mỗi người ăn miếng vậy luôn. Mà mấy đứa nhỏ ở đây nó thích là gà nó không có xương, thành ra mình mua cái gà này cũng của ở Costco luôn nè. Cái má đùi ở Việt Nam họ kêu cái má đùi á, nó lấy xương ra thành sẵn hết rồi. Mà nó có cái độ dai của nó ngon hơn mình ăn cái ức. Nó không phải là cái ức đâu, này cái ức nó ăn nó không có ngon bằng cái má của cái đùi, nó gần sát cái đùi thịt nó dai hơn. Mình bó nguyên con cái này là mình làm cho nó chín luôn, để hồi mình bó vô là mình chỉ có chiên lên, nó là cái xô ngoài nó giòn, thành ra mình ăn nó hòa quyện rất là ngon. Mà ngồi nữa mình bó cho cả nhà thấy rất là ngon. Mình cũng cho thêm một ít nước cốt dừa nha các bạn. Mình hơi vui tinh vậy đó, nó vừa vừa thôi, lạc lạc. Mình cho khoảng 6 muỗng nước cốt dừa. Và cái gà này á là mình nêm nếm gia vị chút xíu, mình bó vô sôi đó là bắt đầu mình chiên, bắt đầu cái những cái gia vị nó sẽ thấm ra cái nếp, là cái sôi mình bó hoài ăn rất là ngon. Có gạo gì đó, nó rút cháo rồi hết mạnh đâu. Đó, gà đây nó hay rồi. Cô gì bé bé, mặn mặn, ngọt ngọt, ngọt lạc thôi, đừng mặn, nó dính cơ, vẫn ngon nha. Món này Việt Nam là có trong thực đơn nhà hàng nha các bạn, mà trong tiệc cưới người ta làm nguyên con gà ta bó luôn nha. Nhà mình còn rất là nhiều món thực đơn của nhà hàng các bạn, nhưng mà mình không có thời gian để chia sẻ, mình sẽ lần lượt chia sẻ cho bạn từ món một trong thời gian sắp tới nha các bạn. Các bạn xem và thích kênh của mình là Trần Family TV, các bạn thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đó, những gà nó khô rồi này, mình chỉ bị tắt bếp nha các bạn. Còn đây là chả bút chả bông. Kế bên các bạn là hành lá.
chuyên nghiệp quá, vợ chuyên nghiệp đó. Cuốn hồi nãy được mấy cuốn, còn mấy cuốn rồi, cũng 6-7 cuốn rồi đó. Cái này người ăn chừng cuốn hay no rồi. Chút xíu mình để mình bọc cho nó nguội rồi nó cách chín là mình bắt dầu nấu lên mình chiên thôi, là thưởng thức thôi. Giờ chuyên nghiệp rồi nè, mấy cuốn đầu thì nó chưa có điều tay, chưa có đo lường được cái độ sôi nên nó bó. Giờ từ từ mình bỏ thêm nó. Mà cái gà này được con cái nó không có xương, thành ra mấy đứa nhỏ nó ăn nó rất là thích. Đây là gì, có bó xôi là mình đã bó xong nha các bạn. Thành phẩm. Bây giờ mình chuẩn bị đem ra chiên thôi. Hôm nay mình chiên cái xôi này trong cái lò chiên này nha các bạn, không có chiên chảo nha. Đây nó ngập dầu chiên mới ngon, còn chảo trong giảo nó rộng thì mình nó rất là hao dầu, trong đây nó đỡ hao dầu lắm. Chạy thôi, anh có biết nó nóng rồi, chuẩn bị chiên nè. Bây giờ dầu nóng rồi nha các bạn, mình nè cho xôi vô mình chiên nha. Oh, wow. Nó cũng văng nha bạn. Mà chiên là hai cục không? Em đổ nhiều dầu lắm mà ngập luôn. Thì cái này nó chiên ngập dầu chứ. Cái này mình chiên ngập dầu nó mới ngon nha các bạn. Cái này cũng hơi nổ, hơi văng nha các bạn. Có chi gì cẩn thận nha, nó cũng văng nha. Đây mình lấy đồ chăn, che chắn hết trơn không? Rồi văng dữ lắm á. Đây sau khoảng gần khoảng 15-20 phút, các bạn thấy mình giòn chưa? Những cái bó xôi, những cái gà bó xôi của mình làm gì đã giòn lên rồi đó. Cái màu vàng thấy được rõ rồi đó. Mình chuẩn bị vớt ra nha các bạn. Ngon chưa? Cái này mình làm xôi mỏng chứ cũng không dễ lắm đâu. Mình lót dán vô đi cho nó hút dầu. Nặng
còn ngáo luôn. Bạn thấy không? Nhìn cho thấy giòn rồi. Giờ mình tiếp tục chiên thêm một mẻo nữa cho nó xong luôn nha các bạn. Mẻ thứ hai của mình xong nha các bạn. Mình vớ cái này ra rồi mình sẽ cắt cái xôi ra cho các bạn xem bên trong nha. Cho bên ngoài nó giòn rồi bên trong nó là làm sao nha. Cẩn thận nha Giang ha. Wow, mình hấp dẫn quá. Chưa. Cái dao bén bén nè. Mình không có làm nuôi gà bó mà mình cũng phải làm thịt mà xé ra mà mình làm gà đó. Dạng cái ở chính giữa nó. Đó bây giờ mình cắt rồi mình sử dụng một miếng coi trong cái nó dẻo coi nào em. Tách ra miếng thử cái xong nó dẻo coi nào. Dẻo đâu đó ra coi. Ồ, ở ngoài á thì gì giòn. Ngon chưa? Thịt gà nè. Đó. Xem bỏ vô miệng nha cho coi nó giòn cỡ nào chứ em thấy anh thấy em xé không mà chịu hết nổi rồi đó. Đầu bếp đang nấu luôn, review đồ ăn tại chỗ luôn. Ồ, bạn nghe chưa? Bạn nghe chưa? Wow. Rất là ngon. Cái thịt nó chảy ra trong cái xôi. Cái gia vị bị ở trong gà thì nó thấm vô cái xôi bên trong. Sôi vẫn còn dẻo nha các bạn. Ngon bên lắm. Ngoài thì nó giòn. Ở ngoài thì giòn, đó. Ở trong thì dẻo. Đó. Cắn cái miếng ngập mặt coi. Cắn cái miếng ngập mặt. Vô lại. Ok. Sôi ngon. Các bạn thấy gà có sôi nhìn hấp dẫn không? Nè, bên trong nè vẫn còn mọng nước miếng thịt gà luôn mà nó, những nước sốt của gà nó thấm vô cái phần xôi mà nó bên trong nha các bạn. Rất là vừa ăn. Nếu mà các bạn nào muốn ăn mặn hơn ngoài này kia thì mình chấm với lại cái tương xí muội. Cái phần tương xí muội nè. Món này rất thích hợp cho mình, có thể là làm cho gia đình ăn và đãi tiệc cũng được. Hồi xưa mình ở bên Việt Nam mình nhớ mình cũng ăn đi đám cưới rồi trong nhà hàng cũng có món này các bạn. Mà nhà mình thỉnh thoảng có người, nếu mà người ta đặt order mình cũng việc làm luôn, món này làm hơi cực, phải đặt số liền mới làm được. Ok, bây giờ mình cũng xin phép mình kết thúc video mình tại đây nha các bạn. Nếu các bạn xem thấy hay thì nhớ cho mình xin một like và chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem nha các bạn. Và nhớ đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình sẽ còn ra nhiều video mới và hấp dẫn hơn cho các bạn xem nha. Và bây giờ mình xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha. Bye.